quý vị, ngày 7 tháng 9 vừa qua, thương hiệu áo dài Việt Nam Love Collection by Emily and Anna đã trình diễn mở màn tại sàn diễn thời trang thường niên năm thứ 6 của Eva Invera Fashion Show London. Nhà thiết kế của Love Collection là hai cô bé gốc Việt Emily Nguyễn 13 tuổi và Anna Hoàng 9 tuổi. Ban tổ chức đã thực sự ấn tượng về tài năng và ý tưởng của hai cô bé trong từng thiết kế cũng như thông điệp gửi gắm qua bộ sưu tập áo dài truyền thống Việt Nam. Việc Love Collection mở màn show diễn là vinh dự lớn cho hai nhà thiết kế nhỏ tuổi nhất hiện nay tại Anh, cũng như cho thế hệ trẻ Việt Nam sinh sống tại quê nhà, cũng như khắp nơi trên thế giới. Emily và Anna cho biết hai em muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của tà áo dài Việt Nam, cũng như vẻ đẹp của đất nước con người Việt Nam với những phụ kiện như túi xách, mây cói thủ công, hoa sen, nón lá, bông lúa. Đồng thời, hai nhà thiết kế nhí cũng mong muốn chia sẻ tình yêu, sự thân thiện, gắn kết giữa tất cả các nước trên thế giới với nhau, bất kể màu da, sắc tộc thông qua thời trang. Ngay sau show diễn, hai cô bé Emily và Anna đã nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình thời trang tại châu Âu, đặc biệt là các tuần lễ thời trang lớn như London Fashion Week, Milan Fashion Week.